Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Cao Minh Tiến có một buổi làm việc để chụp hình bộ sưu tập mới. Và như đã hứa ở cái clip lâu rồi là mình sẽ dẫn các bạn đi chụp hình cái bộ sưu tập mới đấy của mình. Và cho các bạn xem được là cái mẫu mà hôm trước mình cắt trên 3D á, mặc lên người trông form nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay thì mời các bạn cùng gặp những người mẫu xinh đẹp của chúng tôi. Khi mà chụp hình ở ngoài trời thì sẽ có rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như ánh sáng tự nhiên là nó sẽ thay đổi, nó sẽ không ổn định. Nên là về cái việc mà mình sẽ phải chụp rất là nhanh để mình bắt kịp cái khoảnh khắc đấy này, rồi ánh sáng nó được giữ nguyên, không thì lúc sáng lúc tối sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái phần hình ảnh. Cái nữa là một cái khó khăn nữa dành cho tất cả các bạn người mẫu là cái việc mà họ thay đồ. Họ sẽ gặp rất là nhiều, nói chung là rất là khó khăn trong cái việc tìm chỗ thay đồ khi mà bọn mình đang chụp ở ngoài đường như thế này. Một cái nữa là ví dụ như là một cái khung cảnh ở đây thì nếu như các bạn chụp trong studio thì các bạn có quyền setup hoặc là các bạn có quyền bê đi bê lại hoặc là các bạn có thể thay đổi. Thế nhưng mà ở đây thì khung cảnh nó là như vậy rồi, nó fix như vậy. Và sẽ cũng có rất là nhiều người đã từng chụp hình ở đây. Và chính vì thế là chúng ta sẽ rất là khó khăn trong cái việc là lấy góc hoặc là tìm tòi cái góc máy làm sao để cho nó phù hợp. Có một cái cần lưu ý nữa là cái bối cảnh ở bên ngoài, cái bối cảnh ấy thì nó sẽ phải phù hợp với cả ý tưởng của bộ sưu tập. Thì nếu như mà ở đây cái bối cảnh này nó rất là trông nó rất là hiện đại mà chơi, thì nếu như mà đồ mà quá truyền thống hoặc là nó là một cái ví dụ như là áo dài đi thì nó sẽ rất là lạc so với cả cái bối cảnh này. Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta tìm được cái bối cảnh phù hợp với bộ sưu tập là một cái vấn đề là rất là cần thiết. Hôm nay thì là cái bộ sưu tập này thì mình muốn hướng đến những người phụ nữ hiện đại, nên là và trông rất là cổ điển, nên là vô tình là tìm được cái địa điểm này thì thật sự là nó rất là phù hợp với cả bối cảnh. Thế nhưng mà nó có ở đây các bạn thấy là hai bên này nó đang hơi hẹp. Chính vì vậy mà cái việc mà lựa góc và cắt góc cho ảnh nó sẽ hơi khó khăn một chút. Và chúng ta sẽ cùng khắc phục cái điều đó để có những cái shot hình thật là đẹp. Và cuối cùng thì đã kết thúc buổi chụp hình và hy vọng là các bạn sẽ rất là thích thú khi mà theo dõi cái video clip hậu trường này. Và hôm nay thì cùng với tất cả các người mẫu, chúng ta sẽ có thể có những cái dịp chúng ta sẽ cùng quay trở lại. Và hy vọng các bạn sẽ like, share và subscribe kênh của Cao Minh Tiến. Xin chào tất cả mọi người.